Nghe mọi người nói nhiều về xương rồng để cho rùa ăn. Hôm nay mình cũng quyết định đi hái một ít xương rồng về cho rùa đây. Đấy. Bụi này bụi rất là to nhá. Cây rất là mọng nước. Đấy. Thử cái. Này ăn chắc ngon lắm này. Cả một bụi to, cả đàn ăn không hết. Đây tay mình. Cái này là vừa miệng con rùa luôn. Bộp 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 hết. Đấy. Cái loại này là loại nhiều nước mà lắm lông. Nhiều người cứ bảo hái xương rồng cho rùa ăn. Úi, loại này nữa. Loại này gai cứng, thân to. Đấy. Thân rất là to nhá. Đúng. Nhưng mình đấy. Nhưng mà thử thì cứ thử loại này cho nó chắc ăn. Đấy. Cây này mới gọi là bá đạo. Cây này mới gọi là bá đạo. Đấy. Ba thân. Gai rất là cứng nhá. Đấy. Thân to, dày. Thân này thuộc dạng thân cứng luôn ấy. Ở dưới này là có cây gọi là bông mã đề này. Cây này rùa ăn cũng rất là tốt này. Nhưng mà thôi, nói chung là vui vui thế thôi, nhưng mà đây, chuẩn ra là mọi người nên xương rồng tay thỏ nhé. Xương rồng tay thỏ. Đây là loại xương rồng tay thỏ mà mình vẫn hay cho đàn rùa của mình nhà mình ăn này. Đấy. Cái bản rất là dày. To. Ít gai. Đấy. Cái này ăn gọi là cũng là ngập mồm. Đấy. Đây là clip em rùa núi vàng. Nó là vàng thôi nhưng mà em này là đen thui. Đang ăn. Ăn rất là nhiệt tình. Trời ơi. Ai nuôi rùa là chỉ thích nhìn gọi là đàn rùa của mình ăn như này thôi phải không? Nhìn rất là thích. Nói chung mình thì hay đổi bữa thường xuyên. Thay đổi bữa thường xuyên cho đàn rùa. Hôm nay là sừng rồng, mai có thể là rau nọ rau kia. Bí đỏ, cà rốt. Cái này cũng rất là thích cho rùa ăn và quay quay lại. Cũng giữ làm kỷ niệm. Cũng nuôi khá là nhiều rồi, cũng mất khá nhiều học phí thôi. Em rùa núi vàng này là mình nuôi cách đây cũng phải tầm 4 5 năm rồi. Từ lúc size baby nó cũng khá là nhỏ thôi, size 8 size 9 gì đấy, bây giờ lớn gấp đôi rồi. À. Ăn. Bên này là em núi vàng, có thể gọi là nữ hoàng của đàn rùa. Cả cơ thể của em ấy bị dính khoảng là ba vết chấm đen bằng hạt tiêu thôi. Mình nuôi cũng cùng thời kỳ, cũng rơi vào khoảng 4 5 năm rồi. À, phía bên trên kia có em sa nhân nhỏ này. Núi vàng. Được cái là cây nhà lá vườn. Nên đa phần là toàn trồng cây gì là hái cho rùa ăn cây đó. Còn nếu mà đi mua ở ngoài thì cũng nói chung khá là nhiều nhiều cái để suy nghĩ.
Thức ăn mua ở ngoài là mình hay toàn về ngâm muối đó, ngâm muối qua rồi mới cho dù ăn. Ở clip này thì mình chủ yếu quay cảnh, ôi quay cảnh gọi là kem rùa ăn rất là nhanh. Trời ơi, ăn nhiệt tình luôn. Này là cảnh tua rất là nhanh lên. Ấy, trời ơi. Ăn gọi là như bồ củi. Đấy. Còn đây là một cảnh clip tua chậm. Nói chung là bạn nào chăm rùa nhé, mình